Xin chào các chị nhà đầu tư. Thì và đi trong phiên ngày cuối tuần thì nhìn chung anh chị mình có thể thấy, thì nếu chúng ta nhìn vào cái cách thức vận động của thị trường trong cái phiên ngày cuối tuần, trong cái khoảng thời gian khoảng tầm là trước 2 giờ chiều hoặc là trước 15 phút cuối, thì thật sự là anh chị mình thấy rằng là nó cũng khá là giống với lại hai cái phiên trước đó. Có nghĩa là nếu chúng ta xét về biên độ đi, hoàn toàn không có quá nhiều những cái sự khác biệt, lình xình, chán nản, hoàn toàn sideways đi ngang. Tăng thì chưa tăng mà giảm thì nó cũng không có giảm bao nhiêu, nửa đạt nửa mở. Đồng ý là cũng có những cái sự phân hóa nhất định nha, cũng có một số những cái dòng cổ phiếu, những cái mã cổ phiếu nó gặp phải những cái áp lực điều chỉnh nó mạnh hơn, nhưng đại đa số thì thị trường nhìn chung nó vẫn đang trong những cái pha gọi là tái tích lũy lại. Thành ra là cái vận động chung thì chắc chắn rằng là nó sẽ tương đối là nó bị chán, và giao dịch thì nó rất là tốn điện trong vòng từ 2 đến 3 phiên vừa qua anh chị ha. Và nó có một cái điểm khác biệt nữa là ngay từ đầu phiên sáng ngày thứ sáu thì vừa đi mình mở cửa với một cái gap up nó cũng tương đối lớn, và anh chị cũng biết rằng là nếu như thị trường chung mà nó mở gap up thì hầu như là 90% các dòng các mã cổ phiếu nó cũng sẽ có những cái vận động tương tự như vậy. Thành ra là cái buổi sáng ngày thứ sáu, nếu anh chị mình mà nhìn lên bảng điện thì sẽ thấy ra bảng điện nó rất là xanh tươi và tươi tốt, đúng không? Hầu như cái cổ phiếu nào nó cũng tăng từ 1 cho tới 3% ngay từ đầu phiên sáng. Nhưng sau khi thị trường trong phiên ngày thứ sáu nó mở gap up vào buổi sáng xong thì anh chị thấy rằng hầu như không hề có một cái biến động gì mới cả. Có nghĩa là cái con nào mà nó hở gap lên rồi á thì nó cứ neo chảnh thôi, nó cũng không tăng tiếp, nó cũng không đánh trần, nó cũng không kéo quyết liệt, nó cứ lửng lửng ở giữa vậy nè. Nó không tuột lại nhưng mà nó không có tăng lên. Có một số con thì nó đỏ lại một tí xíu, nhưng mà về đáng kể là gì, là không lắp gap và cũng không tăng luôn. Và thông thường á, theo kiến thức về gap thì khi thị trường nó mở gáp lên như vậy là mình đã không mua rồi, đúng không? Mà nó mở lên gặp cái gáp mà nó bị suy yếu liền như vậy, có nghĩa là nó không có tăng một cách mạnh mẽ, nó không có tạo ra một cái biên độ khoảng cách càng ngày càng lớn, nhưng mà nó mở lên cái xong nó neo ở giữa, lên nó cũng không lên mà xuống nó cũng không xuống, nó gọi là gáp suy kiệt. Thì khả năng là những phiên sau nó rất dễ bị quay đầu về nó lắp lại chính cái phần gáp được mở ra đó anh chị ha. Đấy, thì anh chị thấy rằng là ngay từ đầu em có đề cập là gì, những cái diễn biến trước 2 giờ và trước 15 phút cuối thì đó là như vậy, đúng không? Hầu như thị trường mở gáp xong rồi không có con nào di chuyển gì hết, nó cứ lửng 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 ở trên vậy đó. Dòng tiền nó cũng chưa có, đồng thuận nó cũng chưa có, đúng không? Nó chỉ đơn giản là một cái biên độ tăng nhờ cái gap up thôi. Thì nó đâu có một cái cơ sở gì để mình tham chiến, mình mua hay là mình đánh giá gì quá mới đâu, đúng không ạ? Nhưng bắt đầu từ giai đoạn khoảng tầm là gần cuối phiên sáng gì đấy thì cái dòng đầu tiên có phản ứng và dòng tiền nó bắt đầu nó đi vào á, đó là dòng ngân hàng. Dòng ngân hàng điển hình là những con như là CTG, những con như là BID, những con đó là những con mà dòng tiền nó vào, có nghĩa là sáng nó cũng mở gap up xong mà nó cũng có một số con nó quay về nó lắp lại, có những con nó cũng chưa lắp hết, có những con nó cũng hở luôn, nhưng mà dòng tiền nó vào nó kéo quyết liệt, thậm chí nó kéo là những cái biên độ 5-6% gần chân này kia. Đó, thì đó chính là những cái dấu hiệu đầu tiên của thị trường khi mà dòng ngân hàng là dòng phát tín hiệu đầu tiên. Tại vì về bản chất thì dòng ngân hàng trong suốt một khoảng thời gian vừa qua vừa nên mình lũng đáy nè, lũng về chỉ số rất nhiều lần, test lui test tới từ 2 đến 3 lần, đúng không? Nó lũng từ đây nè, xong rồi thị trường mình lũng xuống đây nè, xong thậm chí thị trường mình lũng tuốt cái dưới này nè, đúng không ạ? Rất nhiều lần như vậy, nhưng dòng ngân hàng vẫn giữ được những cái xu thế đi ngang, giữ đáy hoặc là nâng đáy, thậm chí là dòng ngân hàng hiện tại nó đang ở những cái mốc chỉ số 1020-30 ở đây nè, đúng không? Có những con cổ phiếu nó đang nằm ở những cái mức đó, mặc dù là thị trường có những lúc nó về rất là sâu, nhưng mà những con nó được neo lại, đỡ giá lại cho thị trường để nó chuẩn bị cho một cái pha phía sau, đồng ý không? Thì nó là những con nó đã đi trước thị trường một nhịp rồi. Và em có nói rồi, lúc nào cũng vậy, dòng này sẽ là dòng có tín hiệu trước, rồi những con kia chắc chắn là nó sẽ có tín hiệu theo. Nhưng nếu mà có tín hiệu trước, nó sẽ là dòng băng, tại vì nó giữ xu thế tốt hơn rất nhiều so với những con kia. Mấy con kia sàn lũng đáy tè le hết, thì bây giờ nó có hồi dần dần lên đi, nó hồi theo những cái hiệu ứng mà trong 3 phiên vừa rồi đã ở đây đi, thị trường nó tạo đáy thành công đi. Nhưng về cơ bản thì nhà đầu tư có lời đâu, đúng không? Họ mua ở những cái vùng phía trên, nó gãy 3 cây vậy lên, nó chỉ đang gỡ lại cái phần đó thôi chứ nó đâu có lời. Mà tỷ lệ anh chị bắt ở dưới thì nó rất là thấp, tại vì sức mua nó không nở ra từ khi nào anh chị có tiền tươi. Hoặc là bất động sản cũng vậy, sàn 5-6-7 cây mà cây nào bịt cung không, mà đã bịt cung rồi đâu có bán được, đúng không ạ?
mà nếu không bán được rồi bây giờ nó có hồi lên cũng đâu có tiền đâu mà mua, lúc rớt xuống có cho bán đâu mà lên làm gì có tiền đâu mà mua, đúng không? Còn nếu ai mà tiền tươi đập vô bắt ngay thời điểm đó thì quá tuyệt vời, đúng không? Xin chúc mừng anh chị rất nhiều, đó là cái vấn đề này. Nhưng nếu chúng ta tạo ra một cái pha phía sau thì nó phải đủ các yếu tố. À, anh chị hình dung ha, thì dòng ngân hàng lúc này nó đi trước thị trường một nhịp rồi, thành ra là thường anh chị thấy rằng là khoảng tầm gần cuối phiên sáng đầu phiên chiều là dòng ngân hàng nó đã có phản ứng trước rồi, đúng không? Đầu tiên anh chị xác định con CTG là con đầu tiên nó sẽ có những phản ứng trước, đúng không? Đã dần dần về sau bắt đầu tiếp nè, em có nói đúng không, là thị trường nó mở cái bóp xong thì nó lại không có chuyển biến gì mới, rồi bắt đầu dòng ngân hàng là dòng có chuyển biến đầu tiên, nhưng một mình dòng ngân hàng thì nó chưa đủ anh chị ha, nó chưa đủ. À, thị trường nó vẫn vậy, nó vẫn chưa tăng quá mạnh, nó vẫn chưa có những cái gì gọi là quá đặc biệt để chúng ta có thể nói trong video ngày hôm nay cả. Nếu chỉ đơn giản là chỉ có một mình dòng ngân hàng kéo, đúng không? Nhưng tại sao dùng cái cụm từ ban đầu là gì? Sau 2 giờ chiều và sau 15 phút cuối. À, là trong giai đoạn này anh chị nhìn phái sinh là sẽ thấy rõ nhất. Đây. Phái sinh là thấy rõ nhất cái vận động tuyệt vời trong cái phiên cuối tuần. Thứ nhất, buổi sáng thị trường mở cái bóp đúng không ạ? Thì phái sinh nó cũng mở cái bóp, đó là bình thường ha. À, rồi sau đó anh chị thấy không? Đây là cái thể hiện rõ nhất về cái vấn đề là sau khi mở cái bóp xong thị trường không hề có biên rồi nè. Mở lên cái đi ngang luôn. Nó đi ngang từ 9 giờ sáng nó đi cho tới nè, thấy không? Anh chị thấy không? 1 giờ 25 đó. Nó đi tới khoảng 1 giờ rưỡi thì bắt đầu nó mới có những cái diễn biến mới. Đó là nó đánh cái cây bờ rách đầu tiên rồi lên. Thì cái cây bờ rách đầu tiên này là dòng ngân hàng, là dòng dẫn. Đúng không? Cái lúc đó là dòng ngân hàng con STB hay là con CTG gì đó nó kéo, BID nó kéo, thì phái sinh nó bắt đầu nó mới đánh cái cây lông này lên đầu tiên. Và nguyên cái giai đoạn buổi sáng hầu như thị trường nó chỉ là gì? Những cái pha gọi là sideways thôi, nó bull trap thôi, nó tăng ảo lên xong nó đạp xuống. Nó tăng ảo lên nè, nè tăng ảo lên, đạp xuống. Tăng ảo lên, đạp xuống. Đúng không? Ví dụ nhà đầu tư lông sọt hoặc là rớt xuống đây nè, ai cũng nghĩ là thị trường nó sẽ điều chỉnh. Đúng không? Tại thông thường họ thấy là thị trường nó có cái gap ở đây nè, thì họ sẽ có xu hướng là gì? Khi mình phái sinh nó về đây nè, họ sẽ sọt xuống để lắp cái gap này, đúng không? Đúng không? Mình tính là mình ăn cái gap này, đúng không? Nhưng mà tổ chức họ không cho, họ cứ giữ vậy đó. Xuống đây là tôi lồng lên, lên đây là tao đạp xuống rồi đó. Trong cái biên xe quay vậy thôi, có mấy điểm vậy thôi. Biên xe quay này có vài điểm vậy thôi. Đánh rất khó chịu, đúng không? Mà nếu nhà đầu tư sơ hở cái, anh chị biết á, thường á, kinh nghiệm của em á, là những nhà đầu tư nào mà đánh phái sinh á, trong những cái pha như thế này chắc chắn lỗ, mà lỗ không nhiều đâu, lỗ phí thôi, lỗ phí. À, nhìn cái biên thị trường đi ngang vậy đó, mình cứ cảm tưởng như là cái biên của nó chỉ có 1-2 điểm thôi, bật lên thấy mình lỗ 10 điểm, đúng không? Có phải trong những phiên này ai anh chị nào đánh phái sinh lỗ 10 điểm comment phía dưới nha. À, sẽ có những người lỗ 10 điểm, đúng không? Không phải lỗ 10 điểm là do cái cây cắm thẳng xuống 10 điểm đâu, nhưng mà gì, cứ xuống đây nè, cứ kỳ vọng nó sọt tiếp thì lại đi lông lên, cái nó lông lên cái là lại cắt lỗ, cắt cỡ 3 lần hơn, mỗi lần 2 điểm 3 điểm, cắt 3 lần là 9 điểm rồi gì nữa, đúng không? Rồi tính thêm tiền phí lỗ nữa anh chị. Thì thông thường những cái pha sideways này rất là tâm lý anh chị ha. Thường á, một anh chị phải đánh trên lớn, hai anh chị phải đánh những cái pha mà thủng nặng đó, và lại lợi dụng những cái đợt FOMO hay MTL gì đó, đó là cái kinh nghiệm khi mà đánh. Còn biên sideways thì không nên đánh, tại vì phái sinh á là mình phải đánh theo một chiều lông và sọt. Nếu mà cái biên sideways là nó không có xu thế, anh chị đánh vào thì nó chỉ lỗ phí thôi anh chị ha. Nó rất là tâm lý, tại vì cái dòng mà mình đang ôm vị thế là mình hay rình lắm. Cái người ôm long á thì họ là rình thị trường đi lên, mà người ôm sọt thì họ là rình thị trường đi xuống. Thành ra khi mà thị trường nó phản ứng theo cái chiều nào là cái người đang cầm cái vị thế đối nghịch nó rất là nhạy cảm. Ví dụ thị trường nó đạp xuống này chết cha rồi, đang long mà sao nó lâu đạp ghê vậy ta, nó lủng không ta, rồi cái nhúng cái cây này cái cây vụ nè, nhúng cây này cái chết rồi, lủng mà khối lượng lớn rồi, rồi cắt ra cái tự nhiên nó hồi lên chết rồi, lịnh long mình đi rồi, đi bụi rồi, rồi xong cái rớt xuống đây cái rồi cắt cái tự nhiên cái dòng lại có không? Chắc chắn có rồi. Có những người nào họ đang cầm sọt đi mà cái nó long lên cây này sợ không? Sợ chứ, trời ơi, trời sao thị trường mạnh gì, ui ôi thị trường kéo kìa, cắt đảo vì thế đảo rằng cây rớt xuống lại có không? Chắc chắn là những cái điểm này nè, cái này nè, ui ôi break lên rồi, break cái gì đó bùng nổ kháng cự volume vô ra vụ long full long, đúng không? Long full long tất tay rồi gãy đúng không? Rồi ví dụ như tay, ví dụ như họ đánh với sinh tiêu chuẩn là tôi 2 điểm tôi cắt, tôi lỗ 3 điểm tôi cắt, tôi lỗ 4 điểm tôi cắt gì đấy, cắt cỡ 3 lần là 10 điểm gì nữa. Đúng không ạ? À? Thì thường những cái biên sideways như thế này đánh rất là khó chịu nha. Thì
cái thời điểm này nè, là cái thời điểm mà dòng ngân hàng nó kéo đầu tiên nè, thì nó kéo này trước đúng không? Nó có một hãng khác nữa, nó kéo lên xong mà nó kéo đúng 2 cây à, ai mà đi long đuổi trên này là cũng chết. Tại vì sao chết? Nó đi sideways chắc chắn luôn. Sẽ có những trường hợp như thế này, nó đi sideways nó không lên nữa, thành ra cái lệnh long đuổi của mình hóa ra nó hòa vốn, hoặc là nó chỉ lãi nhẹ có vài like thôi, nó không có ăn được bao nhiêu hết. Tại vì một điểm mà được 100.000 mà đánh một hợp đồng đi, ví dụ anh gì đánh một hợp đồng mà lãi có 3 like nó mấy chục ngàn à, đúng không? Nó đâu có nhiều đâu, đúng mà. Nhiều khi mà đạn trước mà quay 2 lần vòng phí thôi là thấy lỗ phí rồi đó, đúng không? Là chưa tới đó là đánh một hợp đồng nha, đánh 10 hợp đồng ví dụ như quay một cái là ví dụ mất điểm đi, mất điểm là cỡ nhiêu tiền, 1 triệu đúng không? Đó, đánh 10 hợp đồng là 1 triệu rồi, đúng không? Lỗ nhẹ cái thôi là 1 triệu rồi đó. Thành ra là ví dụ như đánh 100 hợp đồng là nhiều hơn nữa, mà chỉ cần mình những cái cây này nè đánh nhiều hợp đồng rất là dễ cháy. Tại vì sao? Ví dụ như anh chị ôm một cái lượng vị thế tương đối lớn, ví dụ từ 20 đến 30 hợp đồng ở tại một cái vùng nào đấy mà anh chị bị sai đi, ví dụ anh chị đang sọt mà nó long đi, nó long cái cây này là giá trị nó bao nhiêu điểm? Giá trị nó của nó ít nhất là khoảng 4 điểm mấy, mà nó long 2 cây mà anh chị chốt không kịp thì khoảng tầm gần 6 điểm. 6 điểm mà cầm cỡ 10 hợp đồng là 6 triệu, mà 20 hợp đồng là 12 triệu, đúng không? Mà đánh cỡ 50 hợp đồng thôi là cỡ bao nhiêu rồi? Năm xì và là 30 triệu, đúng không? Là mất gần 30 triệu chỉ trong một nốt nhạc đó. Là cái tiền nó đi nhanh lắm. Cầm hợp đồng càng to thì khi những cái cây brush như này là cầm sai vị thế thì nó rất là dễ bị đuổi, bị lỗ đuổi, lỗ lên cái bắt anh chị mình nó bắt đầu người ta bà con FOMO lên, bà con long đuổi lên thì cái cây long nó bị dứt cái đầu lên thì anh chị sẽ càng lỗ nặng hơn nữa. Mà nếu chị chốt không kịp đi đó, anh chị không có quen lệnh, thứ nhất là gì, sai MTL nó bị trượt, sai MOK nó bị trượt, đúng không? Phải xin nó có rất nhiều lệnh đó, anh chị kê số thì nó lại không khớp đó, dẫn đến cái việc là khi mình chưa kịp làm gì hết nó kéo lên cái ngỡ ngàng, nhìn lên thấy là mình lỗ 30 triệu rồi, nếu đánh cỡ 50 hợp đồng ha, chưa gì thấy lỗ không mớ rồi, đúng không? Rất là ghê, rất là áp lực đó. Thì đó chính là những cái pha mà nó giết 2 đầu anh chị ha. Thì thông thường sau khi nó dòng ngân hàng nó kéo xong á thì quay trở lại nha, thì cái biên sai quay này tự nhiên ngân hàng kéo xong cái thị trường nó xìu lại, đúng không? Khoảng tầm từ 1:30 cho tới khoảng gần 2 giờ là thị trường nó xìu lại, nó không có cái gì mới đó, nó nhúng nó lên được có đúng cái đó đó là xong rồi đó, hết, đúng không? Xong rồi nó có một pha bứt sọt là anh chị thấy rằng cái giai đoạn này nó sọt rất nặng, sọt coi như phá hủy hết tất cả những cái trend tăng của Verni mình trong nguyên một cái buổi sáng bên phái sinh, là nó mấy cái cây này là nó phá hết. Nhưng anh chị nhìn nha, khi mà thị trường á, nó rớt những cái cây liên tục như vậy nè, thì anh chị sẽ nghĩ rằng là cơ sở nó sẽ bị bán tháo. Tại vì cơ sở phái sinh là nó ảnh hưởng. Em nhìn phái sinh để em đánh cơ sở à, chứ em đang phân tích cho anh chị mình những cái chỗ để anh chị mình rút kinh nghiệm, nếu anh chị có đánh, chứ cũng không muốn khuyến khích anh chị đánh phái sinh ở thời điểm hiện tại. Tại vì nó rất dễ tâm lý ha, lưu ý là đặc biệt nhất là cái tâm lý ai đánh cơ sở thua xung quanh phải xin gỡ. Cái tâm lý mà mình đang gỡ nghĩa là cái trạng thái tinh thần của mình không ổn định. Là trạng thái tinh thần không ổn định thì mình dễ bị gì? Dễ bị kích động. Dễ bị kích động là dễ bị gì? Dễ bị đưa ra những quyết định sai lầm. Thứ nhất là dễ bị FOMO. Thứ hai là dễ bị bán đuổi và cắt tháo. Đó là những cái tâm lý con người khi đang thua cái này mà đi đem cái này kia qua gỡ, thì em không khuyến khích chuyện đấy, đúng không? Nhưng nếu chị biết nhìn phái sinh đánh giá cơ sở thì nó sẽ là một cái lợi thế rất tốt, thì nó cũng là một cái công cụ nha. Ví dụ như bên đây đi, khi mà thị trường nó sọt nặng như này là ai cũng nghĩ rằng là bên cơ sở nó phải đạp thì phái sinh nó mới có những cái biên sọt lớn như vậy, nhưng cơ sở hoàn toàn không có con nào đạp hết, thậm chí CTG lúc đó vẫn hút lệnh, vẫn hút rất cao. Thì chính vì vậy là đây sẽ là cây gì, bia tráp, có nghĩa là bẫy giảm giá. Cây này là cây dụ anh chị sọt, chứ không phải là những cái cây mà thị trường kia, đúng không? Mình phải nhìn hai bên, mình đừng có bị một bên nào chi phối bên nào hết. Sao bên đây phái sinh nó sọt mà sao bên kia cơ sở nó không đạp con nào hết ta, nó lừa đảo à, đúng không? Anh chị thấy rằng rõ ràng là nó lừa đảo luôn, về sau nó kéo một cây long lên vượt đỉnh luôn, đúng không? Và những cái giai đoạn này là nó rơi vào khoảng tầm, anh chị thấy chính xác không nè, từ 2:05 tới 2:10 tới 2 giờ trở đi và 15 phút cuối. Là cả thị trường cùng kéo một lúc khoảng tầm đầu chiều hoặc là cuối sáng là chỉ có dòng ngân hàng kéo trước thôi, nhưng ở giai đoạn cuối phiên băng kéo, thép kéo, trứng kéo, toàn bộ thị trường đều kéo chân hết, kéo cả tụi chứng khoán, cả tụi thép, tất cả các dòng big cap,
bất động sản gì đấy, nó kéo toàn bộ luôn, đúng không? Thì quay trở lại là em có nói với anh chị mình ở một số những cái video trước, trong rất nhiều những cái video vừa qua, anh chị biết rằng khi thị trường nó hồi từ đáy lên này kia xong, đúng không, nó sẽ có một giai đoạn người ta gọi là gì, phân hóa ha. Phân hóa xong á, thì bắt đầu là gì, những cái con nào đi lên trước, ví dụ dòng ngân hàng nó sẽ nghỉ trước, đúng không? Cái này có nói lên trước thì nghỉ trước, những con nào lên sau thì nó sẽ lên, nó chưa lên thì nó sẽ lên đó, nó lên xong rồi nó chỉnh rồi xong rồi á, bất cứ cái dòng nào cũng vậy, tới một lúc nào đó nó cũng sẽ đều phải lên một đoạn, xong nó cũng đều phải chỉnh giống nhau hết, và khi nó chỉnh đều hết thì bắt đầu nó mới đồng pha với nhau, thì nó có một cái điểm hướng lên, và sau đó thì nó mới xuất hiện gì, bùng nổ theo đà FTD, đúng không? Thì cái phiên hôm nay từ cái vận động mà từ 2 giờ trở đi cho tới khoảng tầm 15 phút cuối trở đi thì đó chính là phiên tiền đề của thị trường. Thật ra tất cả cổ phiếu đồng thuận tạo test cung và kéo lên trong cái biên tích lũy của chính bản thân tụi nó, thậm chí có những con chưa kịp tích lũy vẫn được kéo luôn, và đã kéo quyết liệt vào 15 phút cuối, thậm chí là anh chị mình chắc chắn trong cái phiên vừa rồi sẽ không phản ứng kịp trong khoảng tầm 10 tới 15 phút cuối, tại vì hầu như nó kéo toàn bộ luôn, đúng không? Nếu anh chị khen cổ phiếu đẹp á, cái buổi chiều ngày hôm qua con nào cũng đẹp đó mà, tại vì nó kéo đều mà, thì nhìn nó có vẻ như là con nào nó cũng đẹp à, đúng không? Thì đó chính là một cái phiên tiền đề. Ví dụ như chúng ta nhìn một chút về kỹ thuật đi, thì hiện tại vừa nay mình đang chạm một cái gọi là cản chéo, và hiện tại vừa nay mình khi đánh cái cây vừa rồi nó đang chạm cản chéo, thì nó thiếu gì, FTD là gì, bùng nổ theo đà anh chị ha, nó thiếu cái cây bùng nổ theo đà đó đấy. Nhưng về cơ bản dòng ngân hàng đã có những con bùng nổ theo đà trước rồi, ví dụ như CTG bùng nổ trước rồi này, đồng ý chưa, đúng không? BID bùng nổ trước rồi nè, tại đây là những dòng dẫn dắt thị trường thì nó đi trước là chuyện bình thường thôi, không có vấn đề gì cả ha. Em có chia cho anh chị mình ra là gì, những cái dòng ngân hàng top đầu và những cái dòng ngân hàng top sau, đúng không? Thì những con top đầu anh chị thấy giờ nó chạy gần hết rồi, ví dụ như BI nè, CT nè, đúng không, STB nè, là những con nó đã chạy trước một nhịp, anh chị thấy không? Đó, nó chạy hết rồi ha. Đây là những con ngân hàng top đầu nè, đó, CT là Liên Việt, anh chị thấy không, Liên Việt nó cũng trần luôn nè đấy. Nhưng mà nếu mà mình mua thì Liên Việt nó hơi lỏng lẻo, STB nó kéo hơi nhanh, thì mình sẽ mua BID hoặc là CTG, đúng không? BID thì đã có hướng dẫn và chia sẻ cho anh chị mình ở bên room bắt đáy thì anh chị mình sẽ mua con này, và hiện tại hàng về là cũng ăn rất là tươi tốt rồi, đúng không? Rất là ok rồi đấy. Thì em tới đây thì em không muốn khuyến nghị anh chị mình chốt lại nữa nha, tại vì đã đạt biên rồi, anh chị cứ tự chặn lại, anh chị đưa ra một cái mức chặn, đúng không? Hiện tại nó đang kéo 40 đi, anh chị chặn cho em 395 hoặc là 39 gì đấy, đúng không? Nếu ngày mai thứ hai thị trường nó những con này nó có bị điều chỉnh đi mà nó không vi phạm giá 39 hoặc là 395 của anh chị cứ cam bình thường, đúng không? Nhưng mà nó kéo lên tiếp càng tốt, kéo lên tiếp thì nói anh chi nữa thì giữ tiếp vậy thôi, mình chốt bớt một phần, phần còn lại anh để nguyên đó, đúng không? Để nguyên đó, khi nào mà nó có cây uptrend hoặc là cây no đi mình ba trên đà tăng, hoặc là cái cây nó quay đầu lại nó đỏ mà nó vi phạm vô cái điểm bán của mình á, mình điểm chặn lại của mình đó, và cái chặn lại này mỗi ngày anh chị sẽ chặn lại nha, có nghĩa là ngày hôm nay nó chặn giá 395, nhưng nếu ngày mai nó kéo lên tiếp anh chị, ngày mai anh chị dời nó cao lên anh chị ha, dời cho nó cao lên đó để chặn ở trên vậy thôi. Còn nếu như mà nó vẫn chưa có chuyển biến gì mới thì cứ giữ nguyên cái mức cũ đó, thì tự chủ động, tự dời lên, tự canh trong phiên để có được một cái mức giá chốt nó tươi đẹp nhất, có tốt nhất. Tại vì sao, nhiều khi mình nói anh chị mình chốt sớm quá, anh chị kiểu ui thằng này cho bán non, đúng không? Anh chị mình bán hết thì ui lên tiếp mà đi bán, con này dở dở dở, đúng không ạ? Thì bây giờ chặn lại vậy là rất là ok nhất. Thứ nhất là không có kiểm soát được cái nỗi sợ của mình, là mình không có sợ bị mất lại, thì nếu như mình cho một cái mức mình chấp nhận được thì nó quay đầu về thì mình bán. À, còn nếu như nó kéo tiếp thì thôi, mình cứ giữ tiếp, khi nào nó quay đầu thì thôi anh chị ha. Đó thì ví dụ như thế, thì đó là tùy theo vận động của cổ phiếu ha. Thì nói chung mà không tư vấn tốt lại nữa, cứ chờ đó thôi. Đó là riêng con BI này, BI này thì nói chung là dành cho những anh chị nào mà trong cái room hỗ trợ bắt đáy thì có cho mua ha. Còn trong khách hàng thì em mua CTG, tại vì con này mình sẽ ưu tiên những cái con nào mình đang có hẳn, đúng không? CTG sáng mua 20 mấy đó, 232 thì vậy, đây nè 252 đó ha, xong nó kéo lên luôn đấy anh chị ha, thì ok rồi, nó điểm pivot rồi, đúng không? Thì cứ thế mua thôi. Đây nè nè đó, đúng không?
anh chị mua cũng xem mấy room chính mà. Giai đoạn hiện tại là cũng đang hỗ trợ cho tất cả mà, để cho anh chị mình có được những cái giá mua tốt nhất này nè, không nè, dòng băng nè, BI mua lúc 364 này nè, ngày 22 tháng 11 này đó. Anh chị tham gia cái room này nha, để có gì vô sóng vô cái đạn hồi thì em cho anh chị đánh anh chị nha. Đó, nhận định trong room sơ sơ nè, rồi chưa, thì em mua con này trước, rồi không phải những con kia mình chê, nhưng mà những con kia nó chưa có vô pha thì những bữa sau mua tiếp. Ví dụ anh em đã nói rồi, khi mà thị trường nó có cây FD FTD, có nghĩa là cây bùng nổ theo đà, thì nó sẽ mở ra một cái giai đoạn từ 1 cho tới 4 tháng cho anh chị mình tha hồ tham gia. Nó sẽ luân chuyển, nó sẽ tùy theo cái vận động và sẽ rất nhiều những cơ hội, đừng có sợ bị mất. Nhưng mà có một số con dẫn dắt trước thì mình mua trước, con là chưa đẹp thì mình mua sau. Ví dụ ACB sẽ là những con tiếp theo nè, đúng không? Những cây như này mai không đánh với gì nữa, đúng không ạ? Bâu nè, bâu thì mua rồi nè, bâu cái tích cung đẹp không, đúng không? Cây này cây gì, cây ngày mai chạy anh chị ha. Đó, ví dụ như thế. Có những con mình sẽ mua sau đây nè, đúng không? Nó tích cung hết á, thật ra nó giống nhau hết anh chị nè, SHB rồi, nhưng mà những con này nó còn kháng cự, thành ra nó sẽ bị chậm hơn. STB thì em mua không được, tại vì nó kéo nhanh quá, nó hở gáp này, cái tâm lý mình gáp mình không dám mua, nghe nó kéo luôn thì thôi. À, nó qua điểm mua rồi thôi, chấp nhận mình cứ ôm lại cái phần cũ thôi, chứ mình không có mua thêm nha, chấp nhận thôi. Nó đánh khó chịu thì mình một số con mình sẽ bỏ lỡ nghe nè. Nó kéo tích cung toàn bộ như thế này thì do nó rất dễ bùng nổ chung với nhau. Nhưng những con này như ví dụ như là MB, ví dụ như là SHB, ví dụ như là những con ở phía dưới, ví dụ như là VB băng hay gì đấy, thì nó còn cái vùng kháng cự phía trên này, đồng ý nó tích cung, nhưng những phía sau có thể nó tăng nhưng nó sẽ gặp kháng cự. À, thành ra cứ từ từ mình sẽ có nhiều cái pha mua sau, và những cái con này rất nhiều cơ hội cho mình mua, nó sẽ là những con sau. Nhưng những con nào mà ưu tiên đầu, ví dụ như BI và CT thì mình mua trước vậy thôi anh chị ha. Rồi nè, đúng không? Đánh đồng đều nha, BVS bâu rồi đánh hết nè. Nói chung là thị trường nó đang kéo, anh chị thấy nhìn cái con nào ngày thứ sáu nó cũng kéo chung hết. Ví dụ những cái con này nè, vậy đó không, nó đều kéo cao nhất hết, thì nó sẽ dễ gì, nó tạo thành một cái phiên tiền đề để nó dễ có được những cái phiên bùng nổ theo đà ở phía sau, đúng không? Anh chị thấy nè, HCM anh chị thấy không, đánh một phát lên kháng cự liền luôn, tại vì nó nhẹ, cái xu thế của nó đẹp hơn. Con đẹp thứ hai là của SSI ha, mẫu hình vai đầu vai ngược nè, vai nè, đầu vai ngược nè, đánh điểm điểm lên nè, đúng không? Mai có điểm pivot nữa là chạy, nói chung con nào cũng được thôi ha. Nhưng mà nên ưu tiên hai con này, tại sao những con kia mình không ưu tiên? Thứ nhất là kháng cự cả nhóc như thế này nè, khó lên không, khó lên đúng không? Ví dụ như VND này, VND nhìn nó cũng tựa tựa như con SSI đấy, nhưng mà thứ nhất là đánh không quyết liệt lắm, đúng không? SSI người ta kéo trần, nhưng mà con này do nó bị lủng sâu quá, dẫn đến cái việc là khi nó kéo trần lên nó còn hai tầng kháng cự phía trên như thế này thì nó sẽ hơi khó đánh ha. Riêng SSI nó kéo trần lên nó đã chạm ngay vùng kháng cự cần thiết của nó rồi. HCM nè, xu thế nó đẹp hơn, kéo một cái chạm ngay luôn, đúng không? Thì những phiên sau nó rất dễ đánh, lưu ý ha. Thì những con này mình ưu tiên nhiều hơn, HCM, SSI là hai con dòng chứng khoán anh chị nên ưu tiên hàng đầu. Những con kia thì cũng được, nhưng mà thật sự không ưu tiên lắm. Nếu mình chọn được con mạnh thì mình nên chọn con mạnh, đừng chọn con yếu hơn nha. Rồi, thép nó cũng kéo luôn, đúng không? Thép nó cũng kéo, nhưng mà bản chất dòng thép á, là con hồi cuối và nó chưa có một pha tích lũy thực sự đủ đầy đủ, và nó chỉ có một pha rũ nhẹ ở đây thôi. À, thì dòng thép á, khả năng cao là nó sẽ tích lũy lại trong các phiên sau, có thể nó sẽ tăng tí một cây nữa, nhưng nó sẽ rất dễ tích lũy ha, tại vì cái biên lợi nhuận của nó sinh ra trong ngắn hạn nó bị lớn. À, thì khả năng nó bị rũ tiếp trong những cây sau là nó có, nhưng có thể nếu như thị trường nó vẫn đồng thuận thì nó vẫn đánh một cây nữa, nhưng anh chị nên chờ tích lũy, anh chị mua nó sẽ siết chặt hơn ha. Dòng thép thì do là nó đánh thấp quá, thành ra là em thì lại không có điểm mua cho dòng thép nha. Rồi nè, bất động sản cũng tăng nè, đúng không? Nói chung là nó rớt kiểu này rồi thì cũng tăng đi chứ, cho nhà đầu tư cứu đi chứ, đúng không ạ? Họ quá đau khổ với những cái dòng như thế này rồi anh chị ha. Thì anh chị nhớ lưu ý những con nào mà hồ đẹp như con Nam Long như thế này nè, thì khi mà nó tiệm cận lên những cái vùng kháng cự phía trên, anh chị lo mà canh xem cái xung lực của nó như thế nào mà canh hạ ra nha. Đó, hồi xưa nó bịch cung mình đó, mình nhớ đó à, để mình canh mình hạ cơ cấu ra, chứ không phải cứ thấy nó trần 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 như vậy. Anh chị em có nói rồi, khi mà nó rớt kiểu này có thể nó kéo lên từ 40 đến 50% trong ngắn hạn là có, nhưng cái quan trọng anh chị có lời hay không, hay là mới hòa, hay là mới mới hạ được chút xíu thôi, cái đó mới là vấn đề quan trọng anh chị ha. Nhưng một khi những con này nè, tại sao nó kéo trần nhanh, tại vì nó rất dễ sàng
anh chị ha, nếu thị trường thuận thì nó lên đấy, nó lên lại vài cây đấy, nhưng mà nếu thị trường mà nó chững lại một cái nó sàn là không biết được đâu, lưu ý ha. Thành ra đừng có thấy những con này mà xanh lên mà vui, mình canh đi, hiểm nguy đang quay trở lại đó rồi đó, tại vì bản chất mấy con này nó đánh ma giáo, nó đánh không có đàng hoàng đó anh chị ha, nó không có đàng hoàng thì mình phải cẩn thận, tại khi nó quay đầu nhanh lắm, nó sàn rồi kia không ai biết được đâu ha. Rồi Nova sàn tiếp đúng không, nói rồi đúng không ạ. Cái chuyện á, tổ chức nó ôm lại ở đây không đồng nghĩa với việc nó sẽ đánh liền, nó giống như con đít này nè đúng không. Đây nè anh chị thấy không nè, nó vô cái cây này nè, nhưng cũng đâu có chắc là nó quýnh liền đâu, nó sàn thêm 1 2 3 4 tới cây thứ 5 quả mày nó cứu. Thì nếu như á, nếu đúng kịch bản nha ha, thì ngày mai nếu như thị trường nó có bùng nổ hay đà đi, à, thì có khả năng con Novaland này sẽ là con có thanh khoản trở lại, tại vì dù sao nó cũng phải đồng thuận chung với lại thị trường trong cái mảng này đúng không, thì có thể nó sẽ kéo lên đó. Nếu như mà tụi nó đóng phim như diễn kịch rồi đó mà được giải Oscar đồ này kia thì ngày mai tụi nó phải đánh luôn thì nó mới có giải Oscar. À, đóng phim như đây đủ rồi, đủ tiền cách xe rồi ha, là được rồi đó, thì có thể là ngày mai nó sẽ kéo cú đấy. Em kỳ vọng là nếu như ngày mai thị trường đồng thuận hết thì ít nhiều gì nó cũng phải cứu con BDR với con Novaland lại. À, để cho nó bớt xấu đi. Đặt ghê quá. Nhiều BVH cũng kéo lại nè. BVH này em có nói đúng không? Giai đoạn trước á em canh ở đây nè, nhưng mà nó không đạt. À thì bây giờ mình canh lại. Có gì đâu, miễn sao mà nó quay lại được thì mình canh lại vậy thôi. Ha, cứ đủ biên đủ điểm là mình đánh nha. Rồi. Vậy thôi, nói chung là cũng có mấy con rồi anh chị. Và những con đó em đã đề cập rất nhiều đây nè. Mỗi buổi sáng là có đề cập cho bà con rất nhiều nè nè nè, chú ý ưu tiên nè không nè, ưu tiên nè đúng không ạ, ngày nào cũng ưu tiên hết nè, đây nè đúng không, rồi ngày trước nữa nè nè, ưu tiên nè đúng không. Ngày nào cũng chú ý hết á, chú ý những cái con nào mà đi trước nền trước cân bằng trước đã là những con mình ưu tiên đầu vậy thôi anh chị ha. Dạ rồi, hiện tại thì thị trường á, sẽ coi con ngày mai nó sẽ có những cái vận động như thế nào ha, nhưng nếu như với điều kiện nha, ngày mai mà có bùng nổ heo đà đi thì tất cả mọi thứ nó phải tuyệt vời. Thứ nhất là phải về biên độ, thứ hai là về đồng thuận, thứ ba là khối lượng phải cực đại à, thì nó sẽ là ok nhất anh chị ha. Còn em á, thì nếu như có bùng nổ heo đà thì bản thân em, cá nhân em quan điểm thì nếu có bùng nổ heo đà thì nó sẽ có rất nhiều cơ hội cho anh chị mình về những cái dòng khác anh chị vẫn có thể mua được đúng không. Nhưng hiện tại nếu chúng ta bóc tách ra và nói chúng ta nói về sự văn hóa thì bản thân dòng ngân hàng vẫn đang là dòng tốt ở thời điểm hiện tại, thì mình đánh cái dòng đó trước. Và thậm chí nếu mà không có bùng nổ heo đà hoặc là bùng nổ heo đà nó sẽ trễ một vài ngày thì dòng ngân hàng vẫn đánh tiếp thôi, tại vì về cơ bản tiền nó vô rồi anh chị ha, thì mình ưu tiên cái dòng đó trước vậy thôi, đơn giản. Còn nếu như nó có bùng nó heo đà thì quá tuyệt vời, thì thậm chí là sẽ có rất nhiều dòng khác để anh chị mua được chứ không riêng gì dòng băng, nhưng nó phải có cái cây đó để nó đảo chiều xu thế và nó mở ra cho VN mình một cái xu thế đi lên trở lại à, và trong ngắn hạn để xem qua những cái diễn biến kế tiếp anh chị ha. Một á, là mình tại vì đầu tiên á, trong cái quá trình khâu chọn lọc cổ phiếu của mình đã chọn lọc những cái cổ phiếu rất là kỹ rồi, thành ra khi mà những cái con mạnh đương nhiên những con mình sẽ là con đánh trước, thì đồng ý không à, nó rất nhiều đúng không, thì mình cứ tập trung vào những con đó. Còn nếu như có một nỗi heo đà thì mình sẽ đánh lan qua những con xung quanh à, tại vì những con đó nó vẫn sẽ ok nếu thị trường nó có xác nhận anh chị ha. Đó, trước mắt nó lại như thế. Dạ rồi, xin cảm ơn chị rất là nhiều ha, dành thời gian tối nay xem video của em. Nếu anh chị thấy hay cho em một like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái thông báo mới nhất khi em ra video anh chị ha. Dạ rồi, xin cảm ơn anh chị rất là nhiều.